Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đã đến với bài tập thể dục cho não bộ ngày hôm nay. Và trước khi đến với bài tập thể dục thì cô Huyền xin chia sẻ với quý phụ huynh và các em học sinh đôi chút về giá trị của việc tập thể dục cho não bộ. Như chúng ta đã biết, bộ não của chúng ta thì gồm có hai bán cầu não, đó là bán cầu não phải và bán cầu não trái. Bán cầu não phải thì điều khiển tay bên trái, còn bán cầu não trái thì điều khiển tay bên phải. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao để bắt cho bộ não của chúng ta làm việc toàn não. Khi chúng ta làm việc toàn não thì cái sự tập trung của chúng ta tăng lên gấp đôi, trí nhớ tăng lên gấp đôi và cơ thể của chúng ta mạnh khỏe, đầy năng lượng. Và chúng ta hãy tập bài tập thể dục này vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và đi học để chúng ta có một ngày tràn đầy năng lượng và là khỏe mạnh. Bài tập của chúng ta thì cũng có 5 động tác giúp chuyển hóa và luyện cho cả hai bán cầu não. Để bố mẹ và các con có thể nhớ nhanh cái bài tập thể dục cho não bộ này thì cô Huyền sẽ kể một câu chuyện. Bởi vì là não của chúng ta rất là thích kể chuyện, đúng không nào? Chuyện kể rằng có một bác thợ săn đi vào rừng để săn thú. Nhưng mãi đến trưa, bác vẫn chưa tìm thấy được một con mồi nào cả. Trời thì nắng, tay phải chúng ta vỗ đầu, bụng thì đói, tay trái của chúng ta xoay tròn. Chúng ta làm động tác như thế này khoảng 30 giây, sau đó chúng ta đổi bên, tay trái của chúng ta vỗ đầu, tay phải của chúng ta xoa bụng. Chúng ta cũng làm trong 30 giây. Bỗng đầu, bác nhìn thấy ở phía xa có hai anh em nhà thỏ đang chơi đuổi bắt. Hai anh em nhà thỏ thì chúng ta tay phải của chúng ta sử dụng ngón trỏ và ngón giữa, tay trái của chúng ta sử dụng ngón giữa và ngón áp út. Sau đó chúng ta đổi bên, hai anh em chơi đuổi bắt, chúng ta đuổi bên. Tay lúc này tay phải của chúng ta lại là ngón giữa và ngón áp út, còn tay trái của chúng ta là ngón trỏ và ngón giữa. Chúng ta đổi bên. Hai anh em nhà thỏ đang chơi đuổi bắt và không chú ý gì đến có một bác thợ săn đang đi tới. Chúng ta cũng làm động tác này trong 30 giây. Thấy vậy, bác thợ săn giơ súng lên. Tay phải của chúng ta làm súng, tay trái của chúng ta làm thỏ. Lúc này thỏ sẽ quay mặt trắng ra ngoài, quay lòng bàn tay ra ngoài. Súng thỏ. Chúng ta đổi bên, tay trái của chúng ta lại làm súng, tay phải của chúng ta lại làm thỏ. Thỏ súng, súng thỏ, thỏ súng. Chúng ta cũng làm động tác này trong 30 giây. Bằng và bác đã bắn được con thỏ và bác đã đem con thỏ này về nướng. Để làm động tác nướng thì chúng ta sẽ nắm bàn tay lại và chia ngón cái ra. Còn tay trái của chúng ta sẽ quay mặt trắng ra ngoài, chúng ta nắm lại và chúng ta quay tay như thế này. Nướng thì chúng ta phải quay tay đúng không ạ? Và chúng ta đổi bên. Quay này. Chúng ta cũng làm động tác này trong 30 giây. Sau khi nướng thỏ thì mùi thịt thỏ như thế nào? Nướng thì rất là thơm đúng không nào? Chúng ta làm động tác bác ngửi, ngửi thịt thỏ. Tay cũng thơm, một tay chúng ta sờ mũi, một tay kia sờ tai. Và nếu bắt chéo tay, thịt thỏ thơm quá, thơm quá, thơm quá. Chúng ta cũng làm động tác này trong 30 giây. Nướng xong rồi thì bác làm như thế nào? Nướng xong rồi thì bác sẽ thưởng thức cái món thịt thỏ của mình đúng không nào? Như vậy bài tập của chúng ta, 5 động tác của chúng ta đã hoàn thành rồi. Và bây giờ chỗ để tràn đầy năng lượng thì xin mời quý phụ huynh và các em chúng ta cùng tập bài thể tập thể dục này cùng với nhạc. Xin mời âm nhạc. I like some more.
Như vậy bài tập thể dục cho não bộ của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chúc các quý phụ huynh và toàn thể các em có một bộ não thật là khỏe mạnh và có một cuộc sống thật là nhiều năng lượng và sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.